À, xin chào thầy và các bạn. Hôm nay em tên là Ngô Đình Khang. Hôm nay em xin làm bài tập số 6 là hiển thị chữ hello chạy trên 8 led 7 đoạn. Đầu tiên là vẽ vẽ mặt. Lấy bút chì. Các linh kiện. Thạch anh. Nút nhấn để reset. Bình chó. Tám led 7 đoạn. Cà thóp chung, món ăn nóp chung, theo là điện chở 8 con. Theo là cổng nốt dùng trong mô phỏng để thay cho trên store. Nói các linh kiện lại với nhau. Sau khi nối mạch lại thì sẽ được như hình dưới đây. Tiếp theo là đến phần tóc. Đầu tiên là khai báo thư viện bích 1687. Khai báo sử dụng ở high speed, giờ delay là sử dụng sum block 20 m. Đầu tiên là khai báo một mảng led 7 đoạn. Led 7 đoạn bao gồm 0x89 là chữ H, 0x86 là chữ E, 0x C7 là chữ L, 0x C7 là chữ L, 0x C0 là chữ O, và 0x FF là để nó dịch tắt đi, và 8K0X8F để cho nó dịch mắc chữ hello khi mà dịch từ trái qua phải. Nhờ một mảng data 0X8F để dùng để dịch led, để hiển thị led. Tiếp theo là đến chương trình con hiển thị led là cho dòng for chạy chục lần để quét trong mỗi khung mắt nhìn thấy, cho biến quét bằng 0xFE là màu 1 không, tức là sẽ xuất ra con này, hiển thị ra con này, ảnh con led thứ 7, cho for chạy từ mỗi G bằng 0 tới G bé 8 để output đi là quét là chọn led hiển thị, và sau đó là xuất ra dữ liệu hiển thị. Tiếp theo là delay bằng 1 mili và output C bằng 0xFF là để chống lên. Sau đó là bắt đầu dịch led, quét bằng dịch, để dịch qua bên từ trái qua phải. Tiếp theo là đến chương trình con dịch led để dịch chữ hello. Đầu tiên là mình sẽ dịch chữ H vô, đầu tiên là sẽ cho giá trị bén bằng data 7.
sau khi dịch chữ H xong rồi đến chữ E thì là data 7 sẽ được dán lên thành data 6 và chữ E sẽ được đưa vào data 7 cứ lần lượt dán dịch lên sẽ chữ hello nó sẽ chạy. Tiếp theo là đến chương trình chính cho hai bọt D và bọt C là output, và trong chương trình watch thì sẽ cho dùng for chạy 13 lần. For sẽ chạy 13 lần tương ứng với là giá trị, cái biến giá trị sẽ bằng led bay động k, khi k bằng không thì là chữ h. Là sau đó rồi đến chương trình con dịch led để dịch led lên, và rồi đến chương trình con hiển thị led để hiển thị led kèo trên 8 led bay động là dịch 13 lần chạy dòng for. 13 lần là tại vì sẽ dịch 13 lần theo cái mảng này. Tiếp theo là chạy demo. Em xin hết.